Trong các kỳ nghỉ lễ thì Ninh Bình luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách trong nước và quốc tế. Do đó, dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ là cơ hội vàng để ngành du lịch phục hồi và bứt phá trở lại sau những tổn thất nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Đại diện khu du lịch sinh thái Thung Nham cho biết lượng khách dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay tăng cao. Bên cạnh khách tham quan thì khách nghỉ dưỡng đã đạt 100% công suất. Hiện nay, khu du lịch đang tích cực chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, đưa thêm một số sản phẩm dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của du khách. Bằng những cái kinh nghiệm đón khách ở trong tất cả các kỳ nghỉ lễ trước thì khu du lịch luôn sẵn sàng và chủ động tất cả các công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất hạ tầng cho đến những cái điều kiện đón khách, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị, các công cụ, dụng cụ để phục vụ khách lưu trú, khách sử dụng dịch vụ ẩm thực ở khu ẩm thực, rồi là các cái tuyến điểm tham quan thì luôn đảm bảo cái điều kiện sẵn sàng và an toàn để đón khách. Còn tại khu du lịch Tam Cốc Bích Động, những ngày thường đón khoảng 600 lượt khách, ngày nghỉ cuối tuần có thể đạt từ 1.000 đến 1.500 lượt. Dự kiến dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, lượng khách có thể tăng tới khoảng 40%. Ban quản lý khu du lịch đã tăng cường công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân đảm bảo nếp sống văn minh du lịch, không chèo kéo, ép giá, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách về một Ninh Bình thân thiện mến khách. Ở đây khá là đẹp nên là em chọn Tam Cốc là nơi mình du lịch thôi. Một cái đặc biệt nữa thì chúng tôi thấy là cái lượng khách quốc tế đến với Tam Cốc Bích Động khá là đông. Nhiều quốc tịch khác nhau trên thế giới cũng đã có mặt ở Ninh Bình. Đấy, thì đặc biệt là cái khu vực Đông Bắc Á hay là cái khu vực châu Âu cũng đã có rất nhiều khách đến với Tam Cốc. Thì chúng tôi đây thấy là một tín hiệu rất là vui. Do lượng khách đến Ninh Bình tăng cao, nhiều công ty lữ hành và khách du lịch đã chủ động đặt phòng từ sớm. Đến thời điểm này, phần lớn các khách sạn, resort tại Ninh Bình đã cháy phòng. Sở du lịch đang tập trung chỉ đạo các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, huy động tối đa nhân lực, công suất để phục vụ khách tốt nhất. Tin tưởng rằng sự chuẩn bị chu đáo của Ninh Bình sẽ mang lại cho du khách một kỳ nghỉ trọn vẹn ấn tượng tại vùng đất cố đô xinh đẹp và mến khách.